cũng cho chị một phần quà với một tiền. Thì năm nay được nhiêu tuổi rồi chị? 66 tuổi là tuổi thân phải không? Thân rồi, chị sống ở đây với ai? Sống với chồng cái Nam phải không? Chồng 6 năm, năm nay 7 năm. Giới thiệu cho cũng như là nói là chị cái cảnh khổ vậy đó,
cảnh khổ vậy đó là mình mới quay lên. Chị là chị gia đình chị ở đó giờ là chị nó hồi đó chị ở đâu chị? Dạ ở đây. Cha mẹ ở đây cha hả? Mẹ ở đây. Rồi chị có chồng Khánh An cho nó người đau nhờ về đây. À, về đây. Dạ. Rồi chị về đây rồi ví dụ chồng ở trển rồi cũng chết luôn ha. Chết luôn rồi, chết 16 năm rồi. Ủa mà chị 16 năm năm nay nó 7 năm mới tết nó 7 năm nè. Dạ, chị có mà đau quá rồi gì hết nổi rồi. Chị có mua hồi đó làm nghề gì? Cũng làm mướn không mà nay ơi. Cộng ruộng cũng gãy hết chân á. Rồi như vậy là về đây là giờ chị không có làm nghề gì hết hả? Không có làm hết trơn, đâu có làm gì được đâu. Rồi ví dụ vậy thì thấy cũng hoàn cảnh vậy dạ. Thấy cũng đáng thương. Đau dữ lắm, trời ơi cô bác cũng giúp đỡ cũng mang ơn dữ lắm. Thì hôm nay đó thí dụ như dạ. Ông Vượng này ở kế bên, ổng cũng nói là chị cho vậy đó rồi mình cũng có gửi cho. Rồi hôm nay ổng mới nói là ghé đây tính cho nữa thì mình nói để cho biết. Ví dụ như mình quay lên, nếu mạnh thường quân của mình đông lắm, ví dụ như người ta giúp đỡ thì em sẽ đưa tới tay chị. Thì mình thấy cái hoàn cảnh này cũng đáng thương. Già sáu mấy tuổi nhưng mà không có chồng, không con. Thì cũng nhờ xóm ghiền đồng đạo rồi cho gạo ăn. Cho nên mình tới đây hôm nay mình cũng cho thì ví dụ như gạo á chị mình cũng để ăn, ví dụ có nhiều cũng để ăn, còn tiền thì có phần nào chút đỉnh gì đó mình cũng để đó để xây xài chút đỉnh thôi, chứ cũng không, nếu có khi người ta không có cho thì mình cũng để rồi mình hậu thân. Chứ còn nhiều khi có người cái gạo cái rồi cầm bán cái rồi mua lại mất. Có chị như vậy là ai nấu cơm chị ăn? Tôi nấu ăn không có ai đâu nấu anh hai. À, chị hôm mình nay còn chị mạnh chút đỉnh thì mình nấu ăn đi, chừng nào mình nằm xuống thì cũng có người nấu, có chị lo em đồ lo nấu đồ ngay. Chị em còn ba người dạ. Là chị thứ sáu thằng Út ở bên đầu cầu vẫn còn này chị Năm. Năm vậy là chị là dạ. Thì hôm nay em tới đây vậy thôi, tới dạ. Đây ví dụ sau này ví dụ có ai gửi cho nữa dạ. Thì mình cũng đem lên tới cho chị dạ. Thì mình coi như là mình thường á mình đi làm thuốc nam không à dạ. Nhưng mà bây hôm nay mình muốn đi làm cái từ thiện là cũng như giờ đó, con mình á nó cũng có đứa có muốn làm phước chút đỉnh cho nên mình dạ. Lấy cái số tiền đó mình lại đem lại cho thí dụ như già hay là người già neo đơn hơn như chị chẳng như chị vậy đó, chồng con không có nên mọi người thấy đó cái cô này là cái chị này là lớn hơn mình tuổi, chỉ 66 mình 65 mà chị không có chồng con gì hết á mọi người ơi. Ai muốn giúp đỡ á thì mình có số điện thoại 0368305934 ủng hộ cho chị nha mọi người. Ráng ủng hộ thay vì nếu là có mình nên mà không ai lo, thí dụ đau ốm cũng thấy cũng khổ lắm, gần chị em nhưng mà người nào nấy cũng không có ai được giàu không chị là không mình nấy dạ. Cũng bằng mướn ăn không đây nè, ông này ông đi bằng tối ngày đi lên tự con ốc con cái bệnh đó thì con nó được dương thì nó ngay đỡ hơn chút. Không có ai khác, mỗi năm cũng xài vậy thôi chứ không có dư dạ. Vậy đó mà mướn công mà thôi vậy thôi hôm nay dạ. Tới đây thôi em về chào chị ha dạ. Vậy là chào hai tới đây tôi cũng mang ăn rồi ví dụ vậy rồi vậy thôi cũng cảm ơn rồi bắt tay nhau về dạ, dạ. Hai người bắt tay nhau về chào vợ hả chào dạ, vợ hả dạ. Vậy sao vậy rồi vậy dạ. Cũng như là vậy thôi kêu dạ, dạ kêu bằng chị đi anh chị không kêu bằng em Út chị lớn tuổi hơn chị lớn hơn tuổi chứ cũng vợ ảnh rồi tôi không kêu thưa ảnh đó thôi thôi kêu thưa ảnh đó chứ mới kêu chứ thôi thôi vậy chào chị dạ. Mô ai gì là chị ơi chị bây giờ kiếp trước mình thí dụ như mình muốn bước kiếp trước thì mình nhìn kiếp này kiếp trước mở hồ bao bố thí thì kiếp này địa vị giàu sang kiếp này bỏng sẻn tham gian thì kiếp sau phải chịu đói khó nghèo nàn tả tơi. Nhưng mà bây giờ mình nói ví dụ mình cũng đừng buồn tại vì cái mình hồi chưa trước số của mình không mình gieo nhân thì mình hưởng quả dạ. Nhưng bây giờ mình biết rồi chị chỉ biết đạo thôi, chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật
cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về cực lạc. Chị hàng ngày chị niệm vậy đi, khi chị thí dụ như đến lúc lâm chung là Phật rước về cực lạc. Thì bây giờ thí dụ như chị đừng nghĩ là nói mình nghèo khổ gì ấy, nhưng mà chị biết niệm Phật là còn hơn là quý hơn. Bao giờ chị gắng niệm Phật cho chị ơi, đâu chị niệm Phật cho chị. Nam mô A Di Đà Phật, lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin Đức Phật, chị nghe, cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về cực lạc. Bây giờ em niệm tiếng, chị niệm tiếng, niệm ba bốn tiếng rồi nghỉ nha anh. Rồi thôi. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Cô niệm chị hãy niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về cực lạc. Vậy giờ chị thuộc rồi, gắn anh chị là đi đứng nằm ngồi thôi. Em chào chị, em về. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.